Thưa quý vị và các bạn, mùa này tại các vùng trồng sầu riêng thì cây sầu riêng đang vào mùa làm hoa, và để cây có một mùa quả năng suất chất lượng cao thì người nông dân cần phải can thiệp một số kỹ thuật cần thiết, trong đó phải kể đến kỹ thuật chỉa hoa thụ phấn. Ngay sau đây là chia sẻ từ một nông dân có kinh nghiệm, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khi bông ra đầy đủ rồi thì bây giờ mình tính từ trong thân ra là mình phải bỏ cách khoảng 10 cm. Để cho, và ở ngoài ngọn là mình đi bỏ, mình chỉ để ở đoạn giữa để sau này tránh tình trạng sót ở trong thân là nó trái nó lớn, nó gai nó cọ, nó hư cái da trong thân. Còn ở ngoài ngọn thì mình cũng nên bỏ chứ, để bông nhiều quá thì nó không tập trung nuôi dinh dưỡng để mà nó đậu trái tốt, cho nên phía ngoài ngọn là mình nên bỏ. Thì bông rồi bắt đầu vô cái giai đoạn là thụ phấn. Thụ phấn là phải thức đêm để mà ban đêm ấy. Là mình lấy chổi là mình đi quét. Mình thụ phấn nhân tạo để mục đích là mình làm như vậy để mà cho cái trái nó được tròn hơn. Tất nhiên là có những người là họ không thụ phấn thì họ phải để cái cách là để bông nó cho nó dài. Để nhờ có cái vi sinh vật nó với lại gió nó thụ phấn chéo với nhau. Còn theo tôi nhận thấy thì mình nên thụ phấn bằng nhân tạo thì cái trái nó là đạt hơn.